Chào mừng tất cả các em đã quay lại với kênh của Shop XTB. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 8 tháng 1 nha. Và chúng ta đến với đơn hàng đầu tiên. Ai chà chà, và đây lại là một đơn hàng khủng đây. Đơn hàng đầu tiên là một đơn hàng khủng luôn đó nha mọi người ơi. Và đơn hàng này là đơn hàng của bạn Nguyễn Hồ Xuân Vi, có giá là 505.000 đồng. Đây là toàn bộ sản phẩm của bạn luôn nè. Chúng ta sẽ cùng đến với chi tiết từng sản phẩm nha. Đầu tiên sẽ là ba cái bịch bích nhôm nha. 1 nè, 2 và 3. Đây là bộ bích nhôm dùng để chơi đồ hàng hoặc là nấu ăn của mọi người đây nè. Đây một cái bộ bích nhôm gồm nồi, chảo và thao các kiểu ha. Rồi tất cả một bộ đũa nè, một đôi đũa ha. Đó, một đôi đũa và một cái thìa bằng nhôm. Rất là xinh xắn, nhỏ gọn luôn. Đây là bộ đồ chơi nhôm nè. Thì là một cái bộ bích nhôm như vậy là 60.000. Thì đây 1 nè, 2 và 3 bộ. Vậy là ba bộ này có giá là 180k. Tiếp theo là một cuốn sổ nhật ký cực kỳ xinh xắn, có nàng công chúa nè ha, rồi có ổ khóa, có cả chìa khóa luôn nè. Đây sổ nhật ký mà không ai biết luôn, không ai biết bí mật của mình thì khóa lại nha. Có cả sổ nhật ký ngôi sao màu vàng luôn nè mọi người. Đây ở đây có những cái smile cực kỳ xinh xắn luôn, những cái slim đó mọi người. Đây xin chào, có cả ổ khóa này và móc khóa luôn cô. À cái ổ khóa và có cả chìa khóa để khóa lại luôn. Thì một cuốn sổ như vậy, sổ nhật ký như vậy là 35.000, hai sổ là 70.000 nha. Trên trang, còn đây là hai cuốn sổ nước cực kỳ xinh xắn luôn. Đầu tiên là một cuốn sổ nước nè, sổ nước thỏ có hoa anh đào các kiểu luôn ha. Còn đây là một cái cuốn sổ nước bơ, đây là có một hình trái bơ cực kỳ xinh xắn luôn, bơ đang hot hòn hòn mấy ngày nay. Ở trên còn có một cái hình hoa, có cả nước bên trong và có những cái hoa kim tuyến bên trong đây nè. Đó, lấp lánh chưa nè. Thì một cuốn sổ nước như vậy chỉ có 17.000 đồng thôi, hai cuốn là 34 nha. Tèn tèn, và đây là những cái bút cực kỳ xinh xắn luôn. Đây là một cây bút chì Long Vũ nè ha. Đây cây bút chì Long Vũ có một cái gọi là một chiếc lông vũ màu hồng rất là mềm mại luôn ha. Thì đây là một cái bút chì kim hologram nè. Đây là một cái bút chì kim nha, khá là xinh xắn. Ở trên này còn có một viên kim cương khá là đẹp lấp lánh luôn nè. Thì một cái bút chì hologram như vậy là 10.000 đồng nha. Ai chà chà, và đây là một cây bút BT21 cực kỳ xinh xắn của chúng ta, rất là cute luôn. Đây cây bút màu trắng có kim tuyến nữa cơ. Còn đây là một cây bút hũ kim tuyến toàn tem Pikachu nè. Đây thì hai cây này mỗi cây là 5.000, hai cây là 10.000 đồng nha. Hey, và đây là một cây son, nhưng mà thiệt ra là một cây bút đó mọi người. Đây là một cây bút son nước có kim tuyến này ngôi sao màu tím. Một cây bút son môi như vậy á có giá là 15.000 đồng. Còn đây là cây bút dạ quang cà rốt ha. Đây nhìn nè, ở trên này á thì là màu hồng, ở cái nền á thì là màu xanh khá là đẹp. Bút dạ cà rốt này có giá là 6.000 đồng nha mọi người. Tiếp theo là hai cái bịch hình sách như vậy. Đó, sách trong MV Đom Đóm mới ra này mọi người. Đó, đây là khung cảnh thần rừng của chúng ta. Rồi thì đây là anh chàng rách này nè. Thì một cái bộ hình như vậy là 10.000 đồng, hai cái là 20. Còn đây là cài tóc mèo chấm bi màu xanh. Cài tóc mèo màu xanh chấm bi màu trắng mới đúng. Thì đây cái cài tóc mèo này có giá là 20.000 đồng. Tiếp theo là nhãn vỡ người hoàng đạo nè. Đây là nhãn vỡ người hoàng đạo nha, 12 con hoàng đạo đó. Thì một cái bịch nhãn vỡ người hoàng đạo như vậy rất là dày luôn mà chỉ có giá là 10.000 đồng thôi. Tha hồ mà dán vỡ luôn nha. Còn đây chính là một cái thời khóa biểu rách. Đây là anh chàng rách của chúng ta, rất cute luôn nha. Đằng sau thì có một lớp kem như vậy, chúng ta có thể tháo ra và dán vô tường đó, và dán lên tập cũng được. Thì đây một cái thời khóa biểu rách như vậy có giá là 10.000 đồng. Tên tên, và đây là hình dáng hologram 2 tầng nha. Ở bên trên là những bộ váy hologram cực kỳ xinh xắn luôn. Còn phía dưới là những cái bộ váy mang tông rất là nhẹ nhàng luôn nè mọi người. Đó, có rất là nhiều váy đẹp luôn. Một cô nàng, hai cô nàng, ba cô nàng, bốn cô nàng luôn, cùng với những chiếc váy cực kỳ xinh xắn luôn. Thì cái hình dáng 2 tầng hologram như vậy có giá là 18.000 đồng nha mọi người. Còn đây chính là ví tiền nè. Một cái ví tiền Hello Kitty cực kỳ xinh xắn với tông màu trắng kem. Màu kem nha. Đây Hello Kitty mặc cái áo ý màu xanh luôn nè. Đó, hello. Thì một cái ví tiền như vậy là 55.000. Tiếp theo là những chiếc nến nhỏ nhỏ xinh xinh của chúng ta. Thì bên trong này là có 15 cái nến. Và mỗi cái nến tròn tròn như vậy nè là 2.000. Và 15 cái nến là 30k nha. Kết thúc đơn hàng các bạn Nguyễn Hồ Xuân Vi với tiền ship là 17.000 đồng. Ai chà chà, đơn hàng tiếp theo là một cô nàng búp bê sừng xám và những cái bộ váy công chúa cực kỳ lộng lẫy luôn. Thì đơn hàng này là đơn hàng của bạn Nguyễn Mỹ Nhân, có giá là 193.000 đồng nè. Đây, đầu tiên đó chính là một búp bê mắt đá mặc sườn xám hoa nè. Búp bê mắt đá với mái tóc màu vàng thật là dài, có giá là 35.000 đồng. Tiếp theo là những bộ váy cực kỳ xinh xắn. Đây là gồm có hai cái váy nè, hai cái váy màu hồng cùng màu với nhau. Đây là hai cái bộ váy công chúa khá là đẹp, ngắn nhưng mà nó có xòe và bèo ở dưới nè mọi người. Ở này có hai cái hoa rất là đẹp luôn. Đây thì lại này thì có màu trắng nữa cơ, và màu đỏ nữa, và một cái váy lớn màu xanh luôn. Đây là một cái váy màu xanh, váy công chúa, váy cô dâu các kiểu luôn ha. Thì đây có thể phối được rất nhiều đồ luôn. Thì mỗi cái váy như vậy á là 16.000 đồng, 5 cái váy là 80.000. Tiếp theo là một cái bịch phụ kiện túi sách nè mọi người. Đây là một bịch phụ kiện túi sách có giá là 5.000 đồng. Tiếp theo là bịch giày. Tiếp theo là hai cái phụ kiện giày cực kỳ xinh xắn của chúng ta. Mỗi bên phụ kiện là có hai đôi giày, một đôi giày màu đỏ, một đôi giày màu vàng nè. Và một bên là có màu hồng và màu hồng đậm luôn. Thì đây một bịch phụ kiện là 5.000 đồng nha, hai bịch là 10.000. Ai chà chà, còn đây là một bộ bà ba cực kỳ xinh xắn luôn nè.
với phong cách kiểu như là cô ba vậy đó, cô ba từ Sài Gòn mới về hoặc là cô thấm ha. Thì đây là một bộ bà ba, một bộ áo bà ba có giá là 30.000 và ship là 33.000 đồng. Kết thúc đơn hàng của bạn Nguyễn Nguyễn Nhân. Đơn hàng tiếp theo là đơn hàng của chị Ngọc có giá là 270.000 đồng. Tên tên và đây là đơn hàng của chị Ngọc nè. Đầu tiên sẽ là một con nàng búp bê cực kỳ xinh xắn luôn. Đây con nàng búp bê với một bộ đồ màu xanh cực kỳ là long lanh và đẹp mắt, với một mái tóc dài nè, đỏ nâu và móc lai màu tím nữa cơ. Thì đây là búp bê mắt đá, có giá là 35.000 một con nàng như vậy. Tiếp theo là hai con nàng búp bê chibi tí hon. Đây là hai con nàng chibi tí hon này mọi người, khá là xinh xắn luôn nha. Đây với những cái váy hoa cực kỳ đẹp, có cả móc khóa luôn cơ. Hai tóc phát biếp ở trên đều có đầu, ở trên đầu đều có nơ. Thì mỗi con nàng chibi nhỏ như vậy là 16.000 đồng một cô, hai cô là 32.000 nha. Bye bye. Xong, còn đây là chibi cỡ lớn, đây là chị chibi cả, nó bị rất dày rồi. Mang giày vô cho nàng chibi cả. Cô nàng chibi cả mặc cái váy màu vàng chấm bi cực kỳ xinh xắn của chúng ta, có cả móc khóa nè. Đó, cô chibi cả rất là dịu dàng luôn. Thì một búp bê chibi lớn như vậy là 20.000 đồng. Tiếp theo là hai cái bộ sticker, đây là bộ sticker 5.000, có đuôi cá, có bánh sinh nhật, có những cái bộ váy cực kỳ xinh xắn luôn nè. Nói chung là làm về nàng tiên cá đó ha. Đó, có những cái đuôi cá cực kỳ đẹp, 5.000 một miếng như vậy. Còn đây là bộ sticker và gậy phép thuật có giá là 10.000 đồng, có 3 cô nàng và có 3-4 bộ váy cực kỳ xinh xắn. Và bên trên, ở bên dưới này có một cái phong nền cực kỳ đẹp và có một cái gậy phép thuật nữa nè, 10.000 đồng. Tiếp theo đó chính là một bộ đồ học sinh nè mọi người. Đây là một cái bộ đồ học sinh nha. Đây bộ đồ học sinh đi học dành cho búp bê nè. Bộ đồ học sinh này có giá là 25k. Ai chà chà, còn đây là một sổ hình dáng nha. Đây là sổ hình dáng 5k. Đây ở bên trong có tổng cộng là 2, 4, 6 miếng. Mỗi miếng đều có những con nàng và những con nàng mang phong cách rất là khác nhau luôn. 5.000 đồng. Wow, và đây là phụ kiện dành cho búp bê. Và đây là một cái ly, những cái ly và một cái chai rượu nè. Đây là chai rượu dành cho búp bê nha. Thì một cái bịch ly chai dành cho búp bê có giá là 5k. Còn đây là một bịch hạt fishbone có giá là 5k. Một bình hạt fishbone màu hồng nha mọi người. Tiếp theo chính là hai hũ lam mini. Còn và đây là hũ lam nước ngọt Sprite. Còn đây là một hũ lam có hình con cừu nè, đó màu cam nha. Còn một bên màu xanh lá rất là đẹp, nhỏ nhắn luôn, rất là chỉ nó giống thật đó mọi người, nhưng mà không ăn được đâu nha. Bởi vì đây là lam, mỗi hũ là 5.000 đồng, hai hũ là 10.000. Còn đây là ba cái cạc tóc búp bê, một cái màu đỏ, một cái màu xanh lá cây, một cái màu tím, mỗi cái là 5.000 đồng, ba cái là 15.000. Còn đây là bốn bịch chè khác nhau, mỗi bịch đều có từ 2 đến 3 đôi giày luôn nha, rất là xinh xắn, rất là đẹp luôn nè. Đây những đôi giày cực kỳ đầy đủ màu sắc luôn mọi người ơi, mọi người vô đây mà lựa đi nè. Mỗi bình là 5.000, bốn bình là 20. Còn đây là bộ chén đũa dành cho búp bê, thì có hai bộ, một bộ mà có 3 bộ lận nha, một bộ màu đỏ, một bộ màu cam và một bộ màu xanh lá cây. Bên trong đều có đũa muỗng đầy đủ hết luôn nè. Đó, thì mỗi cái bịch chén như vậy á là 5.000 đồng, ba bịch là 15.000. Tiếp theo là bốn bịch phụ kiện dành cho búp bê nè. Đây là phụ kiện trang sức, còn đây là túi sách cho búp bê, hai cái túi sách và hai cái phụ kiện trang sức, thì mỗi cái cũng là 5.000 và bốn cái là 20 luôn. Và cuối cùng là hai cái cặp búp bê nè. Đây là hai cái cặp búp bê, mỗi cái cặp búp bê da như vậy á là 9.000 đồng. Một cái bên da bò da màu đen, còn bên này da kiểu như là da cá sấu, nó một cái này là da bò nên là nó màu nâu, còn cái này là da cá sấu nó màu đen chắc trẻ mọi người. Mỗi cái là 9.000 đồng, thì hai cái là 18.000 và ship là 30.000 đồng. Kết thúc đơn hàng của chị Ngọc. Hải Yến ơi, tiếp tục là đơn hàng của bạn Hải Yến với giá là 108.000 đồng. Đơn hàng của Hải Yến gồm một whisky mặt cười và một cái whisky hình ly cà phê màu hồng rất là dễ thương luôn. Bây giờ chị sẽ tháo ra cho em coi nè. Đó, đẹp chưa, cái nắp màu đen nha, nó rất là mềm luôn, bóp rất là thích, rất là đã tay. Còn đây là cái whisky mặt cười, mặt cười Hello Kitty nha. Đó, màu xanh lá mẹ. Đó, thấy chưa. Và giá của cái whisky mặt cười này là 18.000 đồng và cái ly cà phê này là 60.000 đồng nha. Và giá ship của đơn hàng này là 30.000 đồng. Và tiếp theo là đơn hàng của bạn Diễm Trân với giá 169.000 đồng. Đơn hàng của bạn thì gồm có một hình dáng lụa với giá là 10.000 đồng nha. Và trong cái bịch như vậy thì nó có tới mấy miếng lặn rất là đáng yêu dễ thương luôn, để cho chúng ta dán điện thoại, laptop, sách vở hoặc có thể dán trên tường cũng rất là đẹp. Và tiếp theo là một hình dáng cổ trang. Đây, một bộ hình dáng cổ trang với giá là 25.000 đồng nha. Đó. Và chúng ta sẽ sở hữu bốn cô nàng với lại bốn màu tóc khác nhau và những cái kiểu tóc khác nhau luôn. Nó có cả đầy đủ cái phụ kiện ở trong phòng như là bàn trang điểm nè, tranh treo tường và cả các cái chiếc cọ, ô dù và bình xịt nước. Và tiếp theo nữa cũng là một bộ hình dáng sticker với giá là 18.000 đồng. Nó có rất là nhiều những chiếc váy xinh đẹp với nhiều màu sắc khác nhau và có tất cả là bốn cô nàng xinh tươi luôn với bốn màu tóc khác nhau nha. Nhưng mà đây là những cái cô nàng tóc dài nè, gồm có màu hồng, hai cô tóc màu hồng, màu cam và màu hồng hồng cam cam nữa. Đó là tóc nhợm đó nha, kiểu giống như là ngọn lửa vậy đó, cùng với những cái bộ đồ dự tiệc sinh nhật, cà phê, cà pháo, rất là nhiều kiểu luôn. 18.000 đồng. Và tiếp theo nữa là một cái combo hình dáng lụa anime với giá là 50.000 đồng. Đây, trong đây nó gồm có là năm cuộn lụa nhỏ nè, 1, 2, 3, 4, 5 và những cái miếng dán lụa nè. Công dụng thì cũng như giống như hình dán lụa hồi nãy chị nói rồi đó, dùng để dán điện thoại, laptop và bất cứ cái gì mà chúng ta muốn dán lên. Đây là cô gái anime. Và sản phẩm cuối cùng
là một cái vỉ bút dạ quang kim tuyến ha, gồm có giá là 36.000 đồng. Đây gồm có 1, 2, 3, 6 cây. Một vỉ như vậy nó sẽ có 6 cây nha. Và giá ship của đơn hàng này là 30.000 đồng. Bạn Trâm Anh ơi, đã đến đơn hàng của bạn rồi. Và đơn hàng của bạn có giá là 98.000 đồng. Sản phẩm đầu tiên của bạn Trâm Anh là một quyển nhật ký có ổ khóa với giá 35.000 đồng. Đây, một cô gái thắt bím tóc dài, thắt bím mà nơ nha, đổi thêm một chiếc nón hồng nữa, rất là dễ thương luôn. Bên ở phía bên hông nó sẽ có ổ khóa cho mấy em nè. Đó, chúng ta sẽ khóa lại những cái bí mật mà chúng ta viết ở trong đây. Và tiếp theo là 4 bịch băng keo cá nhân. Và mỗi một bịch như vậy á là giá 5.000 đồng. 4 bịch là 20.000 đồng. Và trong cái một bịch như vậy á thì nó sẽ có tới mấy miếng dán lận nha. Đây, hình cô gái nè, cô công chúa Bạch Tuyết nè, hình thỏ và cừu, và còn có cô gái với mắt kiến nữa. Rất là nhiều kiểu luôn, để giúp cho chúng xoa dịu những cái cơn đau do những cái vết xước cày ha, tại vì nó quá dễ thương. Và tiếp theo là hai cái bút bi bôi được, gồm có một cái tòng ten nè, bằng chân chó nha, và một cái tòng ten là đầu mèo nè, rất là dễ thương. Mẫu bút như vậy là 5.000 đồng. Và tiền ship của đơn hàng này là 33.000 đồng nha. Và tiếp theo là đơn hàng của bạn Thạch Thị Chính với giá 73.000 đồng. Và sản phẩm đầu tiên là hai cái bút dạ quang, mỗi bút như vậy là 6.000 đồng nha, được tặng kèm thêm cái túi đựng bút rất là lạ luôn, cũng hay hay. Đây, một cái bút dạ quang hình củ cà rốt. Ê, cái này phải củ cà rốt. Ừ đúng rồi, mà cà rốt này nó màu vàng nhẹ, rất là lạ. Còn đây là một cây bút dạ quang, hình này là hình gì đây ta? Chị giống như là cái tên lửa vậy đó. Đó, mỗi bút là 6.000. Và tiếp theo là 5 hũ điều ước nha, với giá là 7.000 đồng một hũ. 5 hũ là 28.000, có 4 hũ là 28.000. Từng có 4 hũ điều ước nha. Đây, tên tiền nó rất là đẹp luôn. Đó, bên trong có những ngôi sao nhỏ này, mỗi hũ sẽ có mỗi kiểu khác nhau. Và chúng ta sẽ ghi những cái điều bí mật, những cái điều ước của chúng ta, và chúng ta bỏ vào ở trong cái hũ này. Đây, trong hũ nó có hai mảnh giấy nè. Rồi chúng ta hãy cất giữ nó ở một cái nơi thật là kín mà chỉ có chúng ta biết thôi. Và giá đơn hàng này, giá ship đơn hàng này là 33.000 đồng nha. Và tiếp theo là đơn hàng của bạn Phạm Bảo Ngọc với giá là 240.000 đồng. Và sản phẩm đầu tiên của bạn là một cái bút whisky cà rốt và một cái bút whisky hamburger. Đây, một cái bánh trông rất là ngon luôn, và quả cà rốt thật là nổi bật với màu cam. Và mỗi bút như vậy là 20.000 đồng nha, hai bút là 40.000 đồng. Và sản phẩm kế tiếp là một hộp bút ba lô với giá là 85.000 đồng. Đây, một hộp cái hộp bút ba lô nha, hình cái ba lô này màu hồng có kim tuyến rất là xinh luôn, và bên hông nó cũng sẽ có ổ khóa cho chúng ta khóa lại, thế là không có bạn nào có thể chơm được cái dụng cụ học tập của mình, chơm được bút của mình hết, quá là tiện luôn đúng không. Và sản phẩm tiếp theo là một bộ kit làm lam. Đó, cái một bộ như vậy thì nó sẽ gồm có keo sữa, đất sét giấy, borax, keo trong, tuyết nhân tạo, màu, hũ đựng, xốp, cham, bơm bơm và hương. Và khi các em sử dụng và các em chơi cái này á, các em hãy nhớ đọc khuyến cáo của xốp để dưới đây nha, để cho chúng ta an toàn hơn, cẩn thận hơn. Và một bộ như vậy là 30.000 đồng. Và sản phẩm của bạn gồm có một bobin kem với giá là 22.000 đồng. Tiếp theo là hai bịch bia không cồn vàng và đen với giá là 15.000 đồng một bịch. Và giá ship của đơn hàng này là 33.000 đồng nha. Tên tiếp theo là một đơn hàng của bạn Cà Phê Nhỏ. Ôi, cái tên thật là dễ thương và đáng yêu. Giá của đơn hàng này là 108.000. Đơn hàng của bạn thì gồm có hai cuộn băng keo lụa với giá 5.000 một cuộn nha. Đó là một cuộn là hình chiếc lá màu vàng nè, và một cuộn là một bông hoa tím rất là xinh luôn. Và tiếp theo là hai cái móc khóa hình ba lô tên. Đó, một cái là ba lô bông cúc trắng màu đỏ nha, và một cái là cái con mèo Hello Kitty nè, rất là dễ thương luôn. Và mỗi một cái như vậy là 15.000 đồng, dùng cho chúng ta có thể làm móc chìa khóa xe hoặc là móc ba lô đi học của mình. Và sản phẩm tiếp theo là hai quyển sổ hình dáng, mỗi quyển như vậy là 5.000 đồng nha, hai quyển là 10.000 đồng. Đây, ở bên trong có rất là nhiều hình dáng luôn cho chúng ta chơi nè. Đó, rất là nhiều mẫu luôn nha. Đây là cái quyển nhỏ này, nó cũng tương tự luôn đó. Và giá ship của đơn hàng này là 33.000 đồng. Ý chị lộn nha, còn nữa, đó là 5 bịch băng keo cá nhân và với giá 25.000, tại vì mỗi một bịch là 5.000, 5 bịch là 25.000. Đây, rất là nhiều mẫu mã luôn, rất là xinh, chỉ là băng keo cá nhân thôi mà làm cho người ta chích mê chích mệt bởi vì những cái hình dáng được in trên nó. Đơn hàng tiếp theo là của bạn Mạch Thị Kim Diệu với giá 213.000 đồng. Sản phẩm của bạn là gồm hai chiếc khăn tắm dành cho búp bê với giá là 15.000 đồng một khăn như vậy nha. Tên tèn, đó, một bịch như vậy là cái này nó bấm kim rồi cho nên là chị sẽ quay ở trong cho mấy em coi. Đó, gồm có cho hai chiếc khăn nhỏ đó và một chiếc khăn lớn có cái đính nơ màu hồng rất là dịu dàng và đáng yêu luôn. Đây là một cái chiếc khăn màu xanh tím nha, mỗi chiếc như vậy là 15.000. Tên. Và tiếp theo là một bịch thạch dai với giá 40.000 đồng, có rất là nhiều hương dâu, hương táo, hương thơm và hương môn. Đó, rất là ngon, vừa thơm vừa ngon vừa dai nữa. Trời ơi, review cho mấy em mà chị thèm ơi là thèm luôn á. Và sản phẩm tiếp theo là một cây bút whisky hu xám với giá 20.000 đồng. Đây, chú hu thật là đáng yêu, mềm mềm nè, bóp sướng tay luôn đó nha.
và gồm một bịch giày thể thao màu trắng với giá 5.000 đồng và gồm có cả giày giày cao gót nữa, màu xanh lá mạ nữa nè mấy em, đó rất là phong cách luôn nha. Và một cái lớp búp bê nữa nha, đây cái này là để đội đầu cho búp bê á, có giá là 8.000 đồng. Hồi nãy chị review chung luôn với con hươu xám, chị quên chị kẹp chung mà chị chưa giới thiệu. Đây một cái lớp búp bê có đính 5 bông hoa hồng đó, rất là dễ thương. Bên dưới nó cũng có hoa hồng luôn nha, với những hạt ngọc trai nè. Đó cái này là cái đồ là đội đầu của dâu á, rất là xinh. Và tiếp theo là một cái đòn gánh với giá 70.000 đồng. Đây là đòn gánh nè, đó thấy không. Và sản phẩm cuối cùng là một cái bịch mắt kính cấp kính cận đen với giá là 5.000 đồng nha. Đây chị sẽ gửi ra mắt kính này xem nhé. Nè, đó. Có hai cái kính đen và một cái kính trắng. Và giá ship của đơn hàng này là 30.000 đồng. Và tiếp theo là đơn hàng của bạn Nguyễn Ngọc Vũ Vinh với giá 63.000 đồng. Sản phẩm đầu tiên là một vòng tay market. Đây với giá là 15.000 đồng. Đây là cái cung hoàng đạo market nha. Chị là chị thuộc cung cự giải nè. Ai thi. Và một dây chuyền BTS. Đây có chữ I love BTS. Đó rất là ai là fan cuồng của cái nhóm nhạc là những chàng trai tài năng này thì hãy mua những cái sợi dây chuyền này để đeo nha. Người ta nhìn vô người ta sẽ biết ngay là fan của BTS. Và giá ship của đơn hàng này là 33.000 đồng. Và tiếp theo là đơn hàng của bạn Phạm Thu Luyến với giá 86.000 đồng. Đơn hàng của bạn gồm có một giấy tô màu với giá 20.000 đồng. Nhưng mà một bịch như vậy á, nó có rất là nhiều tờ luôn nha mấy em. Đây nè, tháo hồ mà tô luôn. Đó thấy chưa, rất là nhiều luôn, chỉ có 20.000 đồng thôi. Nè, những cái kiểu dáng hình công chúa, hình cô dâu rất là xinh. Tiếp theo là một bịch nhện vỡ Bonnie với giá 10.000 đồng. Đây, tên tiền những chú ngựa Bonnie nha. Có họ tên môn học trường. Đó, rất là đáng yêu, chỉ là cái dạng nhán thôi. Và một cây thước Hello Kitty với giá 8.000 đồng. Đây, một cây thước Hello Kitty màu hồng nha, rất là xinh nè, có kim tuyến hay gì á, nó lấp lánh luôn. Và tiếp tục là một cây bút Galaxy kim tuyến với giá 15.000 đồng. Đây, một cây bút hình con cá nha, nó có nước nè, có kim tuyến nè, rất là xinh luôn. Và giá ship của đơn hàng này là 33.000 đồng. Tên một cái tên thật lạ, đó là đơn hàng của bạn Lê Chiêu Nghi với giá là 139.000 đồng. Đơn hàng của bạn gồm có một hộp trang sức hạt với giá 41.000 đồng. Đây, dựng trong cái hộp đầu mèo rất là dễ thương luôn nha. Đó, cái hộp trang sức nè. Tôi sẽ gỡ ra cho mấy em xem. Đây, nó có rất là nhiều hạt luôn, những hạt này. Và nó kèm theo một cái cuốn dây này để cho chúng ta đính làm vòng rồi đó mấy em. Làm vòng tay nè, dây chuyền các kiểu rất là dễ thương luôn. Đó, rất là xinh nha, rất là nhiều mẫu luôn. Đầu thỏ nè, ngôi sao nè, đó, 41.000 đồng một hộp. Tên tiếp theo là một quyển sổ mochi có hình sao biển với giá 35.000 đồng. Wow, ở trên quyển sổ nó có thêm một cái vương miện nữa nha, có kim tuyến, ngôi sao nhỏ màu xanh lá nè. Wow, bên trong thì là một quyển sổ có nút bấm luôn đó, thấy chưa? Đó là những cái giấy trắng, có chữ Happy Good Lucky. Tên tiền đó, thấy chưa? Đây là chú sao biển. À, đừng có kéo tôi mà đau lắm. Ở quyển sổ 35.000. Tiếp theo là một quyển sổ ma thuật và kèm theo một cái đũa ma thuật luôn nha, có giá là 15.000 đồng. Wow wow, và còn có một quyển sổ trình ký mèo nữa, meo meo, rất là xinh, có giá là 15.000 đồng và tiền ship của đơn hàng này là 33.000 đồng. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Bảo Hân với giá 95.000 đồng. Đơn hàng của bạn Bảo Hân thì gồm có hai quyển sổ hình dáng công chúa, mỗi quyển là 5.000 đồng nha. Đây là nàng công chúa Bạch Tuyết nè, đến ôm chú thỏ. Bên trong nó có rất là nhiều hình cho chúng ta tô màu luôn, thỏ thích luôn. Ở phía sau này nó còn có cả những cái hình công chúa có màu sẵn nè. Đây đó, cái quyển này cũng vậy luôn ha. Chị cầm lộn rồi mấy đứa ơi, cái này mới đúng nè, quyển sổ hình công chúa. Ủa cái này phải không ta? Thành thật xin lỗi mấy em nha, chị cầm lộn cái quyển sổ này là quyển sổ tô màu nè, còn hai cái này là hai quyển sổ hình dáng công chúa nè, quyển sổ tô màu luôn đó, cũng là công chúa Bạch Tuyết luôn nha. Cái này thì là tô màu, còn cái này là thì hình dáng nè. Đó, hai quyển sổ hình dáng này thì 5.000 đồng, còn quyển sổ tô màu này thì cũng 5.000 đồng luôn, ba quyển là 15.000 đồng. Đó, bên trong nó nè có rất là nhiều hình dáng luôn cho chúng ta dán cho tập học nè, dán vô sách, dán tường vân vân, đó rất là đẹp nha. Và sản phẩm tiếp theo là một bịch tập tô màu với giá 20.000 đồng, nhưng nó có rất là nhiều tờ để cho chúng ta tô luôn, thả thích tha hồ thoải mái tô trong cái mùa Tết này luôn ha. Bên trong nó có rất là nhiều hình, những hình nàng công chúa nè, cô dâu hoặc là những hình Bạch Tuyết đó, chỉ 20.000 thôi. Và một bịch đất sét nha, đất sét. Đây, một bịch đất sét giấy với giá là 3.000 đồng, màu đỏ. Màu này màu đỏ. Và một hũ slam xốp với giá là 5.000 đồng. Đây, màu xanh nha, trông rất là đẹp. Và còn có một slam bi nữa, hình trái bi lu, bi Heineken đó, chỉ 9.000 đồng thôi. Và một bịch hạt rang sức màu cam với giá là 5.000 đồng nha. Tên tèm chúng ta dùng để làm vòng tay nè, hoặc là dây chuyền, nó có kèm thêm cái sợi dây nè cho chúng ta đính vô. Và một bịch canh cào thang với giá là 5.000 đồng nha. Và thì ship của đơn hàng này là 33.000 đồng.
hai đơn hàng tiếp theo, đơn hàng của bạn Nguyễn Thanh Phú có giá là 263.000 đồng. Đầu tiên đó chính là hai cái chăm nè. Đầu tiên sẽ là một cái chăm cây kẹo mút màu xanh lá. Tiếp theo đó chính là một cây một cái chăm thiên bình nằm trong bộ sưu tập 12 cung hoàng đạo của chăm đó. Thì đây mỗi cái chăm về 5.000 đồng, hai cái chăm là 10.000 đồng nha. Đầu tiên đó chính là áo khoác. Đây là cái áo hoodie khủng long xanh loang màu nè. Đó, loang giữa màu xanh nước biển và màu trắng. Có một chú khủng long cực kỳ cute luôn. Vậy có những cái hàng cúc nè. Đó, rất là đẹp luôn nha mọi người, mọi người. Đây, nhìn tay áo của nó nè, có túi luôn nha. Thì đây một cái áo khoác loang màu khủng long màu xanh như vậy, có giá là 110.000 đồng. À chà chà, còn đây chính là một cái áo khoác hoodie thỏ màu hồng. Ở bên này có những cái dòng chữ nè, chỉ biết cái chữ rabbit này thôi là con thỏ đó. Bên này có một chú thỏ đang ngồi trên một cây kem cực kỳ xinh xắn. Nó có hai vải nè, có hai lớp, một lớp lưới và một cái lớp áo, một cái lớp hoodie dày như vậy luôn. Có túi nè, rất là đẹp, có dây kéo luôn nha. Còn đây là đằng sau đó, wow, fast rabbit luôn. Cầu vòng nè, nói chung là rất là đẹp luôn. 110, hai cái khoác là 220 và ship là 33.000 đồng nha. Kết thúc đơn hàng của bạn Nguyễn Thanh Phú nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Lê Ngọc Ánh Linh có giá là 565.000 đồng nha. Wow, đầu tiên đó chính là một cái áo trà sữa đỏ nha mọi người. Đây là cái áo trà sữa nước trái cây đỏ nè, có giá là 50k. Đây, cái hình của nó là như thế này, cái chất vải của nó rất là mềm luôn, rất là mát nha, 50k. Còn đây chính là áo hoodie tay ngắn hộp sữa màu hồng nè. Này, nó có một bên là màu hồng, một bên là màu trắng, khá là đẹp, hai màu rất là hòa hợp với nhau luôn. Bên này là sữa bò, còn bên này là một chú bò đang hững hờ luôn ha. Này, đằng sau có một cái nón như vậy luôn nè, đó, có thể chống nắng rất là tốt luôn, phải rất là mát, có hai cái dây cuộn đi chứ, 50k. Còn đây chính là áo phản quang mặt trời, cũng có giá là 50.000 luôn nè. Đây, xin không, xin không. Đây, như vậy thì nó đang phản quang nè, tại vì có ánh sáng chiếu vào đó. Rồi, áo phản quang mặt trời này là 50k nha. Còn đây chính là áo phản quang gấu ôm tim màu hồng nè, khá là đẹp nha mọi người ơi, màu hồng rất là bán mẹ, rất là cute luôn. Ai, đằng sau là một chú gấu cực kỳ to lớn này, ôm một trái tim nè, một tình yêu to bự đó nha, tôi biết yêu rồi đó. Thì cái áo phản quang này cũng 50k luôn. Tiếp theo đó chính là một set váy Hello Kitty đây nè. Chiếc váy Hello Kitty có sọc trắng đen, ở trên lồng cái áo nó tách Hello Kitty, có thể tách rời ra. Nếu mà tách rời ra thì cái váy đen bên trong sẽ thành một cái váy ngủ. Còn cái áo laptop này sẽ là một cái áo laptop thời trang và cá tính nha. Đây, ở đằng sau nè, rất là đẹp luôn. Dòng nào là dòng đó thấy chưa, rất là ôm eo luôn nha mọi người. Set váy Hello Kitty đỏ này có giá là 65k. Còn đây là một set váy gấu hồng Luxger nè. Đây, ở phía dưới còn có một cái túi áo hoodie nữa nè, rất là đẹp luôn nha mọi người ơi, rất là thời trang luôn. Tách rời ra thì bên trong sẽ là một cái áo laptop ngắn màu trắng như vậy. Còn nếu tách cái này ra sẽ thành một cái áo yếm hoặc là một cái váy ngủ luôn ha. Đây, còn cái váy này chúng ta có thể mặc chung với những cái áo khác, áo sơ mi cũng được. Nói chung rất là đẹp, rất là thời trang cá tính luôn, phối được rất là nhiều style luôn mọi người, 65.000 một bộ. Còn đây là áo hoodie loang màu, màu trắng và màu xanh có những cái cúc cực kỳ là xinh xắn. Còn đây là một cái chú khủng long xanh này nha mọi người, đó rất là đẹp luôn, nhìn đằng sau này ha. Ở đằng sau còn có một chú khủng long cực kỳ lớn luôn nè, rất là đẹp luôn nha. Thì một cái áo loang màu, hoodie loang màu có cúc như vậy thì là 110.000 đồng. Còn đây, và cuối cùng, sản phẩm cuối cùng của đơn hàng của chúng ta đó chính là áo hoodie thỏ xanh nè. Đó, The Bass Rabbit luôn. Ở này có một chú thỏ đang ở trên một cái kem nè. Áo khoác có hai cái túi, có hai cái dây đeo. Đây, nhìn cái viền bên trong nó rất là thời trang, rất là bánh bèo luôn nha. Đây, Bass Rabbit nhìn rất là cute, rất xinh xắn luôn. 110.000 đồng một cái áo khoác hoodie như vậy nha, rất là đẹp. Nhìn bên tay áo của nó nè, vải cũng khá là mềm luôn nha mọi người ơi, 110 một cái áo. Ship đến là 15.000 đồng. Kết thúc đơn hàng các bạn Lê Ngọc Anh Linh, xin chào. Thì kết thúc video của ngày hôm nay rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kiểm hàng vào ngày mai nha. Nếu mọi người thấy những cái quần áo hoặc là những cái món đồ nào đẹp, hãy comment bên dưới cho mình biết với nha, hoặc là cho mình một like, một share, một comment và một đăng ký kênh nè. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Mọi người mà có muốn đặt hàng để thay đổi đơn hàng hay là đơn hàng có sai sót gì đó thì gọi đến số 0937899707 nha, hoặc là có thể nhắn tin đặt hàng hoặc là Facebook hoặc là Zalo nè. Bye bye.